Thôi vậy bố mẹ đây, tạm biệt nha. Con đi về trước nha. Ok. Ok, tạm biệt. Cảm ơn nhiều. Giờ tới đây còn bị delay nữa, 45 phút rồi mà chưa bay được cả nhà. Đây mẹ thấy cô chính chị Mai đi ra lấy hành lý và thấy ông chồng Mai, ông đã có mặt ở đây rồi. Mai không ngờ là ông vô đây ha. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày Mai sẽ lên đường trở lại Mỹ ha. Tạm biệt tất cả mọi người, tạm biệt thành viên trong gia đình. Nói chung là cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn, tới lúc mình cũng phải quay trở lại với cuộc sống thường ngày của Mai rồi. Hôm nay là Dung bắt đầu nó cũng đi làm trở lại, Điệp rồi cũng đi làm trở lại luôn. Buồn lắm. Buồn lắm. Mắc gì đâu buồn. Ủa chưa không sạc luôn hả? Tự nhiên vậy nó chết thì vô chỗ nạp cắm vô. Cái gì nó cái vẫy kìa. Bên này nè, bên này nè. Cái lông lông thôi. Ừ. Như dữ liệu thì xài, có như xài nhiêu. Nó như xài nhiêu. Nó chết thì nó lại sống lại, đâu chết luôn đâu sợ. Đây anh chàng này. Differ. Thank you for having me here. Thank you for chatting with us in the trip in Melbourne. I bothered you a lot. Sorry about that. That's okay. You did it. You really did. Okay, bye. Have a good day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mưa hả? That's why I wore this big jacket because I don't have an umbrella. Do you have an umbrella inside? What about your little one? Hey. Rồi xong. Tình tập có tượng mặt của người ta. Không phải cái thích mặc đồ đó vậy đó. Thấy gu của anh là thế không? Dung nói thấy anh mặc đồ ghê chưa, nói gu của anh là vậy đó. Hai đứa này thì nó đều làm ở trường đại học Canberra, nơi mà em gái Mai mới tốt nghiệp cao học á cô chú anh chị. Thì có nhiều cô chú anh chị cũng hỏi Mai thì Mai sẽ trả lời lại một lần nữa cho mọi người rõ ha. Hai đứa nó cùng làm ở đó. Thì em gái Mai cũng học ở đó, tốt nghiệp ra trường ở đó luôn. Đây hành lý đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ giờ lên đường. Bây giờ mình ăn cơm sáng một chút xíu nữa là lên đường thôi cô chú anh chị. Mai cũng đã gọi cho cái chú taxi người Việt Nam hôm bữa chở gia đình Mai ra sân bay á, để chút chưa tới chú đón. Đây ăn cơm nguội thịt gà. Đó con mới nấu cho cơm nguội. Ừ, nói vậy đó, sáng ăn cơm là cơm nguội rồi. A few minutes later, xong xuôi no cái bụng. Đây tới giờ rồi cô chú anh chị, nên là thôi mình lên đường thôi, mình hẹn chú là 10:20. Thì bây giờ là 10:12 rồi, chắc là mình cứ khiêng đồ xuống. Đây chú đã đợi sẵn rồi cô chú anh chị. Chú là người Việt Nam nên cũng tiện lắm nha. Đi đâu là mình gọi chú. Đây 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 đây. Nặng lắm hả? Ủa vậy chú thấy đường chạy không chú? Thôi vậy bố mẹ đây, tạm biệt nha. Con đi về trước nha. Ok. Ok. Lên đường. Hả? Để chị đưa tiền cho chú. Tới rồi, tới rồi. Cô chú anh chị à, cái này vậy chắc Châu phải khiêng, chị phải kéo phụ chị vô cái trong trạm ha. Ok. Cảm ơn chú. Dạ, dạ. Nhưng mà mình con kéo không nổi. Ok. Bye bye, dạ cảm ơn chú. Dạ. Đây tới rồi nè, cái tòa nhà này mới nhớ rồi, hôm bữa xuống xe bus của mình đây nè. Ok, tạm biệt. Cảm ơn nhiều. Rồi, mày đã tới rồi, cô chú anh chị thôi mày ngồi đây mày chờ thôi. Còn tụi nó muốn đi đâu thì đi đi. Tại vì tụi nó cũng cần phải đi công chuyện của tụi nó. Chung là hành lý cũng hơi nhiều. Rồi mình lên xe bus rồi cả nhà, mình đến sớm khoảng nửa tiếng. Các bạn lấy hành lý bạn hỏi Mai là một mình mày có ba cái vali lại hả? Ờ đúng rồi. Cái hỏi nhân viên chưa, nói chưa. Nói không sao hết, để lên đi. Đó, xe bus cũng rất là sạch sẽ cô chú anh chị. Mình đến sớm, mình chờ chút xíu không sao á. Đỡ hơn mình đến trễ ha.
Rồi, xe khởi hành rồi nha cả nhà. Đúng rồi, mới coi giờ. 10 giờ 59 phút là xe khởi hành nè. Đó. Đủ hành khách hết là khởi hành nha. Hôm nay trời âm u mưa mưa và chúng chị đoạn đường thì Canberra tới Sydney thì cũng có rừng như là gì cũi không. Chúng chị thấy không? Đây mẹ đã tới sân bay rồi nè cả nhà. 3 tiếng ha, sớm hơn một chút xíu, khoảng 2 tiếng 50 phút thôi. Cứ sợ trễ nhưng mà nói chung là cũng đến đây rất là đúng giờ. Bây giờ mai là 2 giờ là mai đã vô tới sân bay rồi đây. Này. Bây giờ mình sẽ phải tới mình check in cái đã. Ôi đây mai tìm thấy Qantas rồi đây. Đó, chị gió chặn mình ở ngay cửa hỏi mình là mình đi đâu, nói mình đi Mỹ, mình đi sân bay nào. Xong rồi sân bay Dallas rồi hỏi là mình đã tự đóng gói hành lý hạ. Nói đúng rồi, hỏi có ai nhờ mình gửi chuyển gì không. Nói không, không có. Hỏi mình là người Mỹ hay là người Úc. Nói mình người Mỹ. Thì cô chú chị Mai không có boarding pass được ha. Mai check in ở trên online thôi. Nhưng mà do đó là Mai cũng hơi, ông xã Mai hơi lo. Mai cũng hơi lo là sợ nó trễ. Nên mình lúc nào cũng ráng là đến đúng giờ. Mai đến trước khoảng 2 tiếng 50 phút luôn á. Bởi vì mình check in được nhưng mà không có boarding pass được. Tới đây nhờ họ in cho mình. Cô chú anh chị, đây là cái quầy check in của mấy người hạng phổ thông của Qantas. Mai thì check in xong rồi, mình sẽ đi vô lounge. Mọi người cũng hỏi Mai là sao bữa trước không có đi vô lounge thì tại vì mình không có đi thôi ha cả nhà ha. Đây, Mai qua khỏi cái check in này. Cô chú anh chị, cho đây check in hiện đại là người ta không có cần người nhiều ha. Kiểm tra an ninh cũng dễ lắm, không có khó gì nhiều. Bây giờ là khu vực miễn thuế. Mai không có nhu cầu mua đồ miễn thuế. Tại vì mà rất là lười sách nha. Với lại thật ra thì Mỹ thì cũng không có thiếu gì hết. Nên là mình không có nhu cầu mua đồ miễn thuế lắm. Qantas Lounge đó, đi thẳng tới. Mình sẽ đi thẳng tới. Cổng của mình, cửa của mình là cửa số 9 luôn. Nên thành ra đi đường này cũng tiện nha. Giờ đó đi vệ sinh, nghỉ ngơi. Kiếm gì ăn, đói bụng quá cả nhà. Sáng ăn lúc 9 giờ, bây giờ cũng 3 giờ mấy rồi, đói bụng là đúng thôi. Có cửa hàng iPhone nữa hả trời. iPhone ở giữa sân bay này luôn nè. Đây, cái lounge là đi lên trên ha. Nhiều khi mình không có tiện thì mình không có vô lounge, mà khi mình tiện thì mình sẽ vô lounge, cô chú anh chị. Nhiều khi tới trường cũng hỏi Mai là sao mà bay business mà không chịu vô lao xuống ngồi ha. Đây trong lao đông lắm cả nhà. Trời ơi, đông nghẹt luôn ha. Mày để hành lý đây đi lấy đồ ăn chút. Đây, ở đây có đồ ăn, có salad nè. Nhìn cái này cũng hấp dẫn ha. Có bánh mì nữa. Mình sẽ lấy miếng cá, miếng salad. Cả nhà, hôm nay mày ăn vậy nè. Lát bánh mì với lại cái này là chính là thịt gà sốt cái gì đó mày cũng không biết nữa. Cái một ly nước cam, nước táo vậy đó. Nước táo. Này mày ăn sạch cái dĩa này rồi, có chứ anh chị. Bây giờ mày muốn lấy miếng cơm để ăn hết cái này nữa nha. Để ăn ở đây cũng được, có điều hơi mặn. Mày coi ở đây họ có cái gì. Ồ, họ có bánh mì nè cả nhà. Bánh mì cũng được á ha. Thôi mình lấy miếng bánh mì. Ủa, cái này là cái gì? Ốc miêu hay cái gì đó. Bánh mì tí hon nè. Ăn hai ổ cũng được, khỏi ăn cơm. Một dĩa này nữa nha, mời cả nhà. A few moments later. Còn 15 phút nữa tới giờ bay. Tới giờ lên máy bay nên mình đi ra. Quá trời đông cả nhà.
ăn cũng no rồi đó, no sơ sơ ha. Ở đây thì người ta để đồ ăn liên tục luôn. Cái này là nhà vệ sinh, mình đi vệ sinh lần cuối đi. Thì mình sẽ đi bộ lại cổng số 9. Ở dưới đây quá trời hàng hiệu luôn cả nhà. Dior, Chanel, Louis Vuitton. Trời ơi, cái mấy cái đầm của Louis Vuitton trong mấy cái váy nữa chứ. Nhìn bên ngoài này nhìn xuống thấy cũng đẹp ha. Nhưng mà thôi, mấy cái đó mắc lắm cả nhà. Mấy ngàn ạ. Lâu lâu mua cái thôi chứ ngày mà lúc nào cũng mua là cái túi ạ. Đây là khu vực food court. The Bistro Wok Gang. Vậy là tạm biệt. Tạm biệt Sydney, tạm biệt Úc rồi. Về lại Mỹ thôi. Đây ở đây nó còn chia ra hai bên, nó có chính trị bên khu này là của business, bên kia là của economy ha. Mai thấy là kể cả cái check in security nó cũng chia ra hai khu luôn đó. Lúc mà mày vô, bây giờ là 3 giờ 55 phút ha. 10 phút nữa là mình sẽ được lên máy bay. Đây phi công lên máy bay rồi đó. Trời ơi, bị chọn ra ngẫu nhiên để kiểm tra coi các anh chị, thì họ kiểm tra họ rà kim loại ở trong cái hành lý xách tay của mình, cái giỏ đeo trên người của mình, rồi họ lấy cái tờ giấy họ quẹt xung quanh mình, xong họ đem vô cái máy thử với mình có chắc là chất bột, chất cấm, chất khỉ gì không, không biết nữa đó, bị dịnh lại thành ra là phải cởi giày đó kiểm tra hơi phiền. Quy định của hãng là biết sao vậy, của sân bay với mấy của hãng nữa, của an ninh. Giờ bắt đầu đi vô. Mình là ghế 11F. Cả nhà ơi, đây là ghế của Mai nè. Mai để cái sạc vô lại, Mai lấy cái sạc xuống để mình chút mình sạc ha. Có mền, có gối, có ga. Rồi ở đây có một cái bịch này chút mình cho mọi người xem để Mai ngồi xuống cái đã. Đây, trong này có dớ cả nhà. Mai nghĩ là sẽ có viết thank you. Face cream, lip balm. À cái này là để kem mặt rồi. Cái gì? Dưỡng môi, để mà gỡ ra coi. Ảnh cho mình một ly nước có ga. Tại vì nãy anh hỏi mình champagne không, mình nói không uống champagne, uống nước này. À nó là một cái kit như vậy nè. Kem rồi dưỡng môi gì nó trong này ha. Rồi có dớ. Rồi cái này là chắc là bằng chải đánh răng với kem đánh răng nè. Cái này là bằng chải đánh răng với kem đánh răng. Rồi cái này là cái bịch tai để trong trường hợp mình đau tai khi mà máy bay hạ cánh, cất cánh. Rồi một cái bịch mắt để ngủ. Bịch mắt này thì Mai chẳng bao giờ bịch hết. Sơn Ngân lúc nào cũng bịch hết. Mày cả nhà uống nước. Đây mình có một bộ đồ ngủ để mặc nữa, thấy không? Mấy cái bộ đồ ngủ này nhìn ra sao? À, quần hay là váy, quần với áo. Cho mình cái viết này chắc chấp để tiền hải quan, tờ khai hải quan. Đây mọi người coi thực đơn chung với Mai nha. Ăn sáng nè, có nước táo, nước cam, muốn uống nước gì, cà phê hay là hot chocolate. Chắc uống hot chocolate quá. Có trà nè, có các loại trà, muốn uống trà gì. Fruit salad, yogurt. Thật là mình là sleeping do not wake me up to die. Mình sẽ ngủ đừng có đánh thức mình dậy. Chắc là mình sẽ uống chocolate có tên là có số này, có chính hiệu theo. Mình sẽ chọn số. Em mày uống sữa sô cô la nóng, uống trà xanh, trà lại xanh, ăn fruit salad là trái cây trộn ha. Với lại croissant bánh sừng trâu. Cái này herb ritoca and egg white omelette with sunflower. Cái này là cái omelette, cái trứng chiên của chú anh chị với lại mấy cái sunflower hạt, hướng dương, romesco, spinach với lại cherry tomato. Đó, ăn sáng là như vậy thôi ha. Cái này cũng tiện là mình ghi tên, mình ghi chỗ rồi người ta không cần phải nhớ, xong mình đưa cho người ta, người ta không cần phải hỏi mình. Cũng tiện mà cái hãng này mình thấy cái chỗ ngồi cũng to nữa mà cô chú anh chị. Tại vì mình đi có nhiều hãng, mặc dù là business luôn nhưng mà cái chỗ ngồi nó nhỏ, nó cũng hơi khó chịu. Mà cái chỗ ngồi này khá là to, rộng rãi nha. Rồi, máy bay chính thức.
cất cánh thôi các chị, tạm biệt Australia, quay trở về lại Mỹ thôi. Họ bắt đầu đi lấy thực đơn để ăn tối của chú chị. Vì bây giờ mình bay là 4-5 giờ tối nên là bây giờ là họ lấy thực đơn ăn tối là vừa ha. Mai thì mai sẽ ăn chút xíu mai quay cho mọi người xem. Mai xin bạn đó cái đôi dép đi, nhưng mà bạn đó không có dép, bạn đó nói bạn đó chỉ có pajamas thôi, có đồ ngủ trong nhà thôi. Ồ, thì ra là máy bay của mình hôm nay là Boeing 787-9 hay của chú chị, Mai cũng không biết là nó khác nhau như thế nào. Tại thực ra Mai cũng không có rành máy bay nữa. Để Mai, tại vì Mai đang lục tìm cái để Mai vô wifi á. Mai coi coi họ có wifi không. Ra chuẩn bị đi phục vụ nước uống. Này, nước uống thì có champagne nè, có rượu Australia nè, rượu vang. Đủ thứ các loại hết tụi chị thấy không? Có cả bia, nước ngọt, rồi có nước juice là nước trái cây, rồi hot drink mọi người có thể uống nước nóng, vậy là trà, cà phê, cognac, đủ thứ hết. Beer, sake, nữa có rượu sake nữa. Trời nhiều loại quá. Cho mấy xin wifi mà không có wifi. Đây là cái rượu ha, mày uống hôm nay tự nhiên mày muốn uống rượu. Dân, thế mai xin một miếng apple juice là nước táo á, chút xíu nó chỉ mang tới cho mình. Cái rượu này rất là nhẹ, giống như là trái cây vậy thôi, không có gì hết. Không có wifi thì mình nên coi phim vậy. Mai nghĩ là chuẩn bị ăn tối hay đó, đang coi bộ phim này cũng vui lắm. Bộ phim này là Anyone But You, cũng khá là hài ha. Tới giờ ăn tối rồi cả nhà. Đây là cái salad này của chú anh chị với lại bánh mì. Trước tiên họ sẽ cho mình ăn salad với bánh mì. Tiêu, muối, bơ, bánh mì với bơ. Đây là món tiếp theo của Mai. Đây là tôm với lại xúc xích hay cái gì đó. Đây là khoai tây. Món chính của Mai là thịt gà với lại cơm của chú chị. Nhìn cũng hấp dẫn quá ha. Nhìn cũng ngon, hợp ý mình. Mời cả nhà ăn. Mai ăn xong rồi Mai no quá. Ăn cũng được cả nhà. Ăn được hơn là đồ ăn của Mỹ. Ăn dessert hôm nay có cheesecake với lại có một vài món nữa, nhưng mà Mai thì Mai chọn cái ice cream sandwich. Mai không có biết nó sao nhưng mà ăn thử sao nha. Nói vậy nè cả nhà, nhìn cũng ngon lắm nha. Cắn vô bên ngoài là sô-cô-la, trong là kem. Ừ, cũng lạ lạ ha. Mai đi ngủ rồi, Mai đi coi phim nha cả nhà. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người sáng hôm sau. Sáng hôm sau. Chào buổi sáng mọi người. Đây là bữa ăn sáng của Mai nha. Ngủ dậy xong rồi coi phim tiếp. Mà phim hoạt hình mới ghê của chú anh chị ha. Đây, người ta bật đèn sáng rồi. Mai chuẩn bị hạ cánh rồi cả nhà. Chắc khoảng còn Mai coi còn bao lâu phút nữa. Còn khoảng estimate 30 phút nữa là hạ cánh rồi nha. Báo là Mai phải lấy hành lý khi mà ở tại cổng Dallas, tại vì mình phải làm thủ tục hải quan ở đây. Vậy là mình hạ cánh rồi đó quý anh chị, đã tới Dallas rồi. Hey, xuống rồi cả nhà, phải đợi chăm nó tới gần nửa, phải nửa tiếng đồng hồ đó để cho người ta sắp xếp chỗ mới ấy mới bay được. Hạ đậu xuống hạ cánh rồi mà vẫn còn phải chờ. Bây giờ Mai phải lấy hành lý ra. Bây giờ Mai check in vô hải quan cái đã cả nhà. Người ta hỏi mình là có mang trái cây hoặc là mang thịt không, thì mình nói là không, không có trái cây, không có thịt gì hết á. Mai đâu có thịt với trái cây gì đâu. Chị vô đây chụp hình cái là xong cô chú anh chị. Sao họ biết mình tên là Mia luôn hả? Má chú đưa hộ chiếu cho họ luôn á mà họ biết không, không cần kiểm tra hộ chiếu luôn. Bây giờ thì đi xuống dưới này lấy cái hành lý nè. Backland. Mày cũng lấy được cái xe đẩy hành lý rồi, tại hôm nay mày có tới 2 cái vali là mày mà không lấy cái xe này là mày không biết sao để mày khiêng mày đẩy luôn á. Đó, mình sẽ là baggage claim 2. Nếu mà mình nối chuyến nội địa của chính chị là mình phải lấy hành lý ha. Còn nếu mà mình nối chuyến quốc tế thì mình không lấy hành lý. Ví dụ như mà mình đi điểm tiếp theo của mình là trong nước Mỹ thì mình phải lấy. Còn nếu mình đi Canada hay mình đi tiếp qua tới nước ngoài thì mình không có cần phải lấy. Hai đủ hành lý rồi. Khiêng hai cái vali to này lên mà cũng đủ đuối luôn á. Bây giờ mình sẽ đi qua cái điểm tiếp theo. Check in tới American Airlines. Để coi mình đi chuyến nào đã. Đây là cổng của Connecting Flights. Là những chuyến nối chuyến tiếp theo ha.
Mai cũng chưa biết là mình sẽ ở terminal nào với lại cái cửa nào nữa, đi ra coi lại ra kiểm tra trên hệ thống có họ để họ xếp mình cửa nào, terminal nào. Mày cảm thấy hơi lo lắng tại vì không biết là sao mà cứ thả xuống như đấy, không có ai đưa cho mình giấy tờ hay cái gì hết, rồi tất cả các hãng hàng không đều thả xuống như đó hết, hơi lo lắng nha. Rồi thôi cứ đi tiếp thôi, bây giờ tới security checkpoint 2, giờ security tiếp nữa nha. Đông nghẹt luôn rồi đó. Tìm được cổng của chuyến bay của chú anh chị chính là A9 ha. Mình đã biết cổng rồi, bây giờ qua cái này là đi thẳng tới cái cổng nữa thôi. Đây, cuối cùng Mai cũng đã qua được cái cửa security check-in rồi. Bây giờ mình đi tới cổng số A9, phải đi qua, vậy là phải đi xe điện của chú anh chị, tại nó có vẻ cái xe điện ha. Giờ chính ra mà quá cảnh ở đây 4 tiếng của chú anh chị là chính xác, tại vì mình phải lấy hành lý ra rồi mình còn phải gửi hành lý lại, mình qua cổng security check in nữa, nên mà nếu mà quá cảnh mà chỉ có 2 tiếng thôi sợ là không có kịp luôn á, còn phải tới bắt tàu điện đi nữa chứ. Ui là trời, cái thang cuốn này nó cao dữ vậy. Đây bến tàu điện, đây bên này là cổng BC ha, còn bên này là cổng AB. Cổng đó là CD chứ, bên này là CD. Bên này là lên AB. Trạm này là từ B1 to B19, còn mình là A, mình vẫn còn ngồi tiếp ha. Đây là gây B20 đến B29, 49 nên thật ra là mình cũng không xuống luôn. Mình sẽ tới cái điểm tiếp theo là gây A tới A1 tới A21 rồi mình xuống điểm tiếp theo. Đây, xuống thôi. Nói chung là đi vậy mà mấy cô chú lớn tuổi mà không biết tiếng Anh giống như bố mẹ Mai mà rất là khó luôn cô chú chị ha. Tại vì mình chuyển cổng, chuyển máy bay rồi còn chuyển terminal đó, nên mình thấy ha đủ thứ đó. Mấy người đó mà không biết tiếng Anh cũng hơi khó cho mấy người đó thiệt, nếu mà không có mua vé mà xe lăn thì cũng rất là khó, mà nếu mà mua vé xe lăn thì nhiều khi người xe lăn này đã không có để đi ha. Thì trừ trường hợp bây giờ người nhà phải về đón thôi. Đợt này chắc Mai không có vô lounge, tại vì Mai nghĩ là cái lounge nó không có gần. Nếu mà nó mất công đi xa đó thôi khỏi luôn cho rồi cả nhà, ngồi trước cửa này cho chắc. Đây cái cổng thì mình coi sao. Service. Có lao xong. Thôi đi tiếp. Hả, bây giờ người ta boarding rồi đó hả cô chú anh chị? Thiệt đó hả? Cổng số 9 hả? Để comment coi người ta boarding chuyến này là chuyến gì. Nhiều khi không phải chuyến của mình đâu. Hả, chuyến này không phải. Coi gì những con sớm nên thôi mình đi vô lao. Tại vì mày thấy nó cùng cổng nè cả nhà, A23 nè. Đó, nên thành ra là mình đi vô lao sao. Còn tới 2 tiếng nữa lận mà. Business của Qantas Airlines trong cái chuyến này cho chúng chị thì mày thấy cũng ok, nhưng chỗ ngồi cũng rộng rãi, nhưng mà có một điều không ưng là trên máy bay không có wifi. Không có wifi là thấy buồn lắm rồi. Với lại không có dép đi nữa chứ hơi bị ngộ ha. Đó, còn lại thì mình thấy cũng ok, đồ ăn thì cũng tạm tạm, nói chung là đồ ăn máy bay thì cũng không có mong chờ và nó sẽ ngon đâu, nhưng mà mình vẫn thích những cái hãng châu Á của mình hơn ha. Cuối cùng cũng tới được lounge. Đây khu vực trong lounge của American Airlines ở Dallas cô chú anh chị. Mình đi kiếm cái chỗ nào mà ngồi gần đồ ăn á, mình lấy cho nó dễ, mình khỏi đổ tháo.
Đồ ăn của American Airlines này cũng chán lắm, nhưng mà thôi có còn hơn không ha. Ồ, có súp gà, mình ăn súp gà. Lấy trái quýt, hai trái quýt với trái chuối đi. Đó, chán không có gì ăn hết á. Mình sẽ lấy thêm một ly nước Fanta. Fanta nè. Fanta bình thường. Rồi xong. Đây mời cả nhà ăn nhẹ chung với Mai. Chả có gì hết, thôi ăn tạm vậy thôi. Nói dù giờ cũng dễ ăn rồi nên cái gì cũng ăn được hết á, không sao. Ngon thì ngon thôi, ngon thì ăn ít nhiều. Ngon thì ăn nhiều, không ngon thì ăn ít. Ở ngoài kia họ có quầy bar rượu, và nếu mà ai muốn uống thì tới đó cứ họ pha cho, còn mình thì mình không có uống. Uống Fanta là đủ rồi. A few minutes later. Ai sắp tới giờ rồi, thôi Mai đi ra cả nhà, tại vì từ đây đến đó đi bộ cũng hơi xa ha. Ăn chút xíu là đủ rồi. Nói chung là lounge này cũng ok lắm nha, cũng sạch sẽ. Nhưng mà đồ ăn thì không có gì ăn hết trơn, đồ lounge của Mỹ. Thôi Mai thấy nó rộng rãi hơn. Rộng rãi hơn mấy cái lounge khác. Đó, trở lại vừa ra khỏi lounge thì mình thấy dưới đây là nhộn nhịp, đông đúc rồi cô chú anh chị. Ở trong lounge họ có cái chỗ khu vực riêng cho trẻ con, khu vực riêng để làm việc và có cả phòng tắm, phòng rửa nữa. Nhưng mà đồ ăn không có gì hết trơn á. Đồ ăn đó thì chỉ có mỗi cái mấy cái miếng salad, rồi có rau củ, rồi có phô mai. Có duy nhất là một cái miếng súp gà đó thôi cô chú anh chị. Thì Mai ăn được súp gà, rồi nước thì đủ thứ các loại nước ha. Đó. Đi bộ quay trở lại cũng hơi xa đấy nha. Đây, không khí nhộn nhịp, tấp nập quay trở lại. Thật ra thì Mai có thể chạy ra tàu điện á, Mai đi cho nó lẹ hơn á. Nhưng mà thôi, Mai nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu. Mai có thời gian mà, tại vì Mai cũng còn cái một tiếng nữa mới bay rồi. Mai ra sớm, hơn một tiếng nữa mới bay. Bây giờ đi bộ xa quá chừng xa rồi, bây giờ mới phát hiện ra đi ngược hướng lại. Trời, làm phải cuốc bộ lại một vòng lại đường kia, phải đi ngược hướng lại chỗ đó nữa. May là mình đi sớm cả nha, mai mà đi trễ chứ trễ máy bay rồi. Mỗi lần mà đi ra sân bay là giống như được đi tập thể dục miễn phí ha. Đông quá trời. Đó, cổng của Mai nè, bắt đầu người ta ra nè. Ta ra thì mình chuẩn bị chút nữa mình vô. Boarding in 21 minutes, 21 phút nữa là sẽ lên máy bay nha. Mình tới sớm chút cũng không sao. Ê, tới giờ rồi, tới giờ rồi. Vô thôi, về nhà thôi. Thêm gia hạn ở đường nội địa thì ghế nhỏ hơn nha, ghế giống vậy nè cả nhà. Rồi chuẩn bị cất cánh ra. Giờ tới đây còn bị delay nữa, 45 phút rồi mà chưa bay được cả nhà. Rồi cuối cùng cũng chuẩn bị được cất cánh rồi cả nhà. Đây bây giờ là tới giờ ăn nhẹ nhẹ, ăn hạt của chú anh chị ha. Nó tới thui tới mùa. Đây cô chú anh chị, đây là bữa ăn của Mai ở trên chặng đường về ha. Trong chuyến nội địa nè, đây là thịt gà với cơm, đây là salad ha. A few moments later. Trời ơi, dở lắm cô chú anh chị. À, cái này giống như là bánh mì roti, bánh mì ấy vậy đó. Xong rồi cuộn cuộn giống như mấy cái ấy, trời mà nó bị bở bở ra, dở lắm, không có ngon. Có một hai miếng cục thịt bò nhỏ xíu à. Hồi nãy bạn nó hỏi Mai có ăn bánh mì không, Mai nói thôi không, làm biếng quá. Rồi đã tới Philadelphia, sắp về tới vùng giờ đất nhà mình rồi cả nhà. Mừng quá. Bây giờ là 12 giờ 4 phút đêm. Rồi Mai là người đầu tiên ra khỏi máy bay luôn nha. Trễ quá, máy bay bị delay á cô chú anh chị. Cho ông xã Mai đã đóng trễ cả ngày hôm nay, ổng đã làm nhiều việc lắm rồi mà còn đóng trễ như ngày mai tội nghiệp ổng. 12 giờ đêm, sân bay vắng tanh, không một bóng người.
Vậy là 20 mấy tiếng thôi mà trên máy bay cuối cùng cũng đã đến được nơi an toàn. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy hành lý thôi. Mà nãy mang drop hành lý chỗ đó và cũng hơi sợ sợ, hơi nghi ngờ, không biết là có ok không. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã về đến nhà rồi. Nếu mà lỡ mà không có hành lý thất lạc thì tìm sau cũng được. Nhà cũng có quần áo không sao hết. Đây mẹ thấy cô chú chị Mai đi ra lấy hành lý và thấy ông chồng Mai ông đã có mặt ở đây rồi. Mai không ngờ là ông vô đây ha. Đây, Mai mới thuê được cái anh vận chuyển này, ảnh lấy hành lý cho Mai ha. Anh này là lấy không có trả tiền, nãy mày định thuê cái anh lấy hành lý kia rồi. Cái ảnh kéo xe vừa để cái vali của Mai lên, cái Mai nhìn thấy ông xã Mai kêu Mai, cái Mai nhìn thấy liền. Thế thôi Mai cho ảnh 10 đồng là Mai nói thôi chồng ta đây rồi, cái thôi là mình tự lấy. Đó, hành lý bắt đầu ra rồi. Nó đạt. Ôi my god. Xong rồi cô chú anh chị ơi, hành lý mình đã lấy xong rồi nha. Bây giờ mình đi ra thôi. Vậy là một chặng bay dài. Cuối cùng thì cũng đã về được đến Philadelphia. 20 mấy tiếng bay cũng xem với Việt Nam á cô chú anh chị. Nói tội nghiệp chồng Mai chưa, ổng thấy sợ Mai khiêng không có nổi đồ, nên thành ra là phải chạy vô lấy xe đẩy chạy vô khiêng phụ. À, tới rồi. Xong rồi bây giờ mình về nhà thôi cô chú chị ơi. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hành trình bay dài của Mai ngày hôm nay. Cuối cùng thì sau 20 mấy tiếng mình cũng đã về được tới Philadelphia rồi. Mai bây giờ cũng khuya lắm rồi cả nhà, nên Mai sẽ kết thúc video của mình ngày hôm nay tại đây nha. Xin chào tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau. Tạm biệt mọi người.